Xin chào chị Suka. Chị uống gì nào? Chị ngồi ghế đi. Rồi, chị uống gì? Chị Suka uống gì? Bình sữa đúng không? Order cho chị Suka một bình sữa nha. Rồi, order cho chị Suka một bình sữa. Rồi. Rồi, chào chị Emma. Xin chào. Chị uống gì? Chị Emma uống gì đây? Chị Emma uống gì? Một bình sữa đâu đúng không? Dạ rồi. Rồi, ok, một bình sữa. Rồi, mời chị ngồi ghế. Rồi, chờ một xíu sữa sẽ đến nghe chưa? Rồi, đây, sữa của chị Emma đây. Đây là sữa của chị Suka này, đúng rồi. Rồi, đây sữa chị Suka nha, sữa chị Emma này nghe chưa. Rồi, hai chị có dùng thêm gì không ạ? Cắn hộp dưa hay hướng dương gì không? Chị Suka, Emma có uống ăn gì không? Chị Suka không cắn hộp dưa à? Rồi, vậy là hai chị dùng sữa đi. Rồi, chị dùng sữa đi. Đây, của chị đây. Chị Suka. Chị Emma, uống đi chị Emma. Cứ mãi thêm hai chị trái cây nha. Khuyến mãi này. Mời chị. Mời chị. Thơm, rất thơm. Chị Emma, mời chị Emma lần thử trái cây. Xin thêm trái cây.